Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới bảo hành cháy nổ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000 vô địch tầm giá đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Không biết là đầu xuân năm mới này các bạn đã lựa chọn mua được cho mình một cái chiếc điện thoại nào hay chưa? Và nếu mà các bạn chưa mua được cho mình một cái chiếc điện thoại nào cả thì các bạn có thể dừng lại để theo dõi video này của mình để mình có thể tư vấn cho các bạn những cái chiếc điện thoại mà mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là đáng mua trong dịp Tết lần này. Đấy, cái chủ đề lần này của chúng ta đó là những chiếc điện thoại Realme mà lại đáng mua hơn Xiaomi. Đấy, ngày trước thì chúng ta nghĩ đến Xiaomi là chúng ta nghĩ đến là giá rẻ, cấu hình cao, pin trâu các thứ. Nhưng trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây thì Realme đã làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam, cả chính hãng lẫn sách tay. Đấy, và ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn trước những cái sản phẩm hàng sách tay của Realme mà mình nghĩ là ngon hơn Xiaomi nhé. Nhưng mà trước khi vào video này thì mình cũng nói luôn với bạn đó là nếu bạn mua hàng tại Clickbuy từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 1 âm lịch, đấy, nghĩa là cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, thì các bạn sẽ được lì xì 100.000. Nghĩa là giá bán mà mình nói ở trong video này, các bạn cứ trừ đi 100.000, hoặc là giá trên website các bạn cứ trừ đi 100.000 là các bạn sẽ biết được là giá cuối cùng các bạn mua tại Clickbuy sẽ là bao nhiêu. Đấy, đầu xuân năm mới thì có cái niềm vui nho nhỏ đấy dành cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ nói về cái sản phẩm đầu tiên đã. Đấy chính là Realme X Lite, hay còn có một cái tên gọi khác đấy là Realme 3 Pro theo cái phân khúc hàng chính hãng đấy. Như thôi, chúng ta cứ nói đến sách tay đi đã. Thì Realme X Lite bây giờ đang được bán tại Clickbuy với mức giá nó chỉ loanh quanh tầm khoảng 3.190.000 đồng mà thôi. Đấy, 3.190.000, thậm chí là phiên bản RAM 6GB này nó là 3.390. Đấy, nhưng mà nếu mà là cá nhân mình thì mình sẽ ưu tiên mua phiên bản RAM 4GB hơn thay vì phiên bản RAM 6GB, vì là 4GB là mình nghĩ là cũng đã rất là đủ đối với cả chip 710 rồi. Bây giờ mình sẽ nói tiếp nhé. Với giá này của Realme X Lite thì mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn là Redmi Note 7. Thậm chí là Redmi Note 7 ở trong cái tầm giá này cũng chưa chắc là các bạn đã mua được phiên bản RAM 4 bộ trong 64 đâu. Khéo khi các bạn chỉ mua được phiên bản RAM 3 bộ nhớ trong là 32 thôi. Hay là nếu mà với mức giá là 3.390.000 thì các bạn sẽ mua được Redmi Note 7 phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 64, nhưng mà các bạn đã có thể mua được Realme X Lite phiên bản RAM 6 bộ trong 64 rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ phân tích như này nhé. Thiết kế thì mình đánh giá là thiết kế của Realme X Lite sẽ đẹp hơn đấy. Mặc dù là Redmi Note 7 nó được cái là cái mặt lưng của nó bằng kính, nhưng mà thiết kế cũng như là cái cảm giác cầm nắm màn hình nó không được bám tay như Realme X Lite đâu. Màn hình Realme X Lite cũng sẽ tốt hơn. Màn hình nó không đục bằng cái màn hình của Redmi Note 7. Redmi Note 7 mình thấy là màn hình hơi đục. Hiệu năng thì chắc chắn là Realme X Lite sẽ ngon hơn rồi. Ngon hơn cả RAM, ngon hơn cả chip. Đấy. Về camera thì mình cũng đánh giá là camera của Realme X Lite sẽ ngon hơn là camera Redmi Note 7 đấy nhá. Thời lượng pin thì hai sản phẩm đều trâu như nhau, nhưng mà Realme X Lite lại có sạc nhanh hơn. Đấy. Vậy thì Redmi Note 7 có những cái điểm gì mà nó hơn nào? Redmi Note 7 sẽ có mặt lưng kính này, sẽ có MIUI này, sẽ có cổng Type-C này. Đấy, và đấy là những cái điểm mà mình nghĩ ra để Redmi Note 7 hơn. Tuy nhiên, đấy là những cái điểm mà không thuyết phục mình để mà mua Redmi Note 7. Và mình đánh giá là Realme X Lite là sản phẩm đầu tiên mình nghĩ là nhỉnh hơn một sản phẩm Xiaomi. Tiếp tục nào, trong cái tầm giá khoảng 3.5 triệu thì sao? Trong cái tầm giá này chúng ta sẽ có Realme Q và Realme X. Nếu mà bạn ưu tiên về mặt hiệu năng thì lựa chọn Realme Q, nếu bạn ưu tiên về mặt thiết kế thì lựa chọn Realme X. Nhưng bây giờ mình lấy một cái đại diện đi, lấy là Realme Q đi, để so sánh sang với cả một sản phẩm cũng xem ở trong cái tầm giá đó của Xiaomi, đấy là Redmi Note 8, thì Realme Q sẽ có những điểm gì hơn? Thiết kế là mình đánh giá là tùy thuộc mắt mỗi người nhé. Nhưng nếu bạn muốn lựa chọn một sản phẩm có thiết kế đẹp hơn, rõ ràng bạn có thể lựa chọn Realme X. Đấy, cũng đã là đẹp hơn Redmi Note 8 rồi, cũng chả cần phải đến nếu mà bạn thấy là Realme Q xấu hơn thì có thể lựa chọn Realme X. Đấy, nghĩa là có sự lựa chọn khác để thay thế nhé. Màn hình thì mình đánh giá là Realme Q và Realme X cũng đều ngon hơn là Redmi Note 8. Hiệu năng thì cả Realme Q cả Realme X cũng đều tốt hơn Redmi Note 8. Thời lượng pin thì Realme Q bằng Redmi Note 8, nhưng sạc thì lại là sạc nhanh hơn đấy nhá. Đấy. Camera thì sao? Camera thì cả hai sản phẩm trên đều ngon hơn là Redmi Note 8. Đó. Rồi là sạc thì cũng đều nhanh hơn là Redmi Note 8. Đó. Vậy là với tất cả những cái điểm mà mình nói ra thì Realme Q và Realme X đều nhỉnh hơn Redmi Note 8 ấy chứ. Đúng không nào? Đấy là còn chưa kể Realme X ý. Nếu các bạn lựa chọn thì các bạn lại còn có cả vân tay bên trong màn hình. Các bạn sẽ có một màn hình AMOLED với tấm nền đắt tiền hơn nữa. Chúng ta sẽ nói tiếp đến một sản phẩm thứ ba thì sao? Đấy chính là Realme X2. Đấy, các bạn biết là bây giờ Xiaomi có hai sản phẩm nó đang tăng giá lên, đấy là Redmi K20 và Redmi K20 Pro, bởi vì là nó cái hàng về Việt Nam đợt sau Tết này từ Trung Quốc là rất hiếm. Đấy. Đối với cả Redmi K20 thì mình đánh giá trước kia là mình có làm về một video, nó đã từng có một cái đợt nó giảm xuống 5 triệu rồi.
sẵn dưới 5 triệu rồi. Nhưng mà lúc đấy các bạn không mua, các bạn nghĩ rằng là nó phải giảm tới 4 triệu cơ. Rất khó có điều đó. Và bây giờ giá nó đã tăng lên khoảng 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi nghĩa là giá của nó đắt hơn Remix 2 khoảng hơn 500.000. Remix 2 bây giờ tại Click 3 chỉ có mức giá khoảng 4.490.000 thôi. À 4.990, xin lỗi, 4.990 với 5.090 thôi. Đấy. Vậy thì Remix 2 có điểm gì để so sánh sang với cả con K20? Đầu tiên là nó rẻ hơn. Thứ hai, màn hình của nó mình đánh giá là đẹp hơn đấy. Thứ ba, đó là hiệu năng của nó tốt hơn. Thứ tư, đó là camera của nó ngon hơn. Thứ năm là sạc của nó nhanh hơn. Sạc của nó sạc 30W nó sẽ nhanh hơn khá nhiều so với cả sạc của con Redmi K20. Đấy, và với bốn cái điểm đấy thì rõ ràng là Remix 2 là một sự lựa chọn hợp lý chứ, đúng nào? Đấy. Thế còn K20 thì nó sẽ có những điểm gì hơn? Nó sẽ hơn ở cộng đồng, bởi vì nó cộng đồng MIUI. Nó sẽ hơn ở cái thiết kế, và thiết kế mình đánh giá là con K20 là rất đẹp đấy. Còn lại thì với những điểm hơn đó thì mình nghĩ là không xứng đáng để đánh đổi, bởi vì là K20 đang đắt hơn nhé, đang đắt hơn khoảng chục phần trăm rồi. Đấy. Tiếp tục nữa nào. Một sản phẩm nữa mà mình nghĩ là sẽ hơn so với cả Xiaomi, đấy chính là con Realme X2 Pro. X2 Pro nhé các bạn nhé. Realme X2 Pro ấy thì ngày trước đã từng có thời gian Clickbuy bán cái dòng này xuống mức giá là khoảng 7.500.000. Tuy nhiên rất tiếc là các bạn vẫn chờ đợi để cho nó giảm giá xuống. Và bây giờ mình nói luôn, đấy là mình search ở trên website của Clickbuy là không còn hàng sản phẩm này nữa rồi. Đấy thì thực ra là nếu Clickbuy không còn hàng thì các bạn hoàn toàn có thể mua cửa hàng khác, cái này thoải mái. Mình sẽ chỉ tư vấn ở đây thôi. Và mình sẽ so sánh cái sản phẩm này sang với cả con Redmi K20 Pro đi. Đây mình đang search luôn. Bây giờ chỉ còn mỗi cái phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128 thôi. Thế còn phiên bản RAM 6 bộ trong 64 là hình như cũng không còn thì phải. Nhưng các bạn cũng có thể lựa chọn mua các cửa hàng khác. Thì nó sẽ có mức giá là khoảng 7.500.000, 7.690.000 và thấp nhất là 7.490.000. Thôi thì cứ nói là loanh quanh tầm khoảng trên dưới 7.500.000 đi. Thì chúng ta lấy cái mức giá bằng nhau này để so sánh cho nó dễ, đúng nào? Vậy thì Realme X2 Pro có những điểm gì hơn so với Redmi K20 Pro? Đầu tiên là nó sẽ hơn về cái màn hình của nó tần số quét cao hơn. Hiệu năng thì chắc chắn là ngon hơn với chip 855 Plus rồi. Camera cũng ngon hơn. Pin thì trâu như vậy, nhưng sạc của nó là sạc siêu nhanh nhá. Sạc của nó là sạc 50W. Cái này rất giá trị đấy, bởi vì nó chỉ sạc pin đầy trong vòng 30 phút là đầy rồi. Admin Kha ở bên mình đã có bài test game, test pin cái con đó rồi. Nó sạc quá nhanh luôn, quá khủng khiếp luôn. Và mình đánh giá là đấy là một trong những sản phẩm có tốc độ sạc nhanh thuộc loại bậc nhất thế giới bây giờ. Với những cái điểm đó thì mình nghĩ là những sản phẩm Realme bây giờ đang có phần nổi trội hơn Xiaomi. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận là Xiaomi là nó còn có một cái giá trị gì đó. Thứ nhất đó là cái thương hiệu Xiaomi là đã được khẳng định ở trên thị trường lâu hơn là Realme đã. Đấy, Realme mặc dù là thương hiệu con của Oppo đấy, nhưng mà cũng ít người ta để ý những cái điều đó lắm. Người ta chỉ biết đấy là Realme thôi, chứ người ta chả để ý là cái kinh nghiệm làm là kinh nghiệm của Oppo đâu. Người ta không để ý điều đó đâu. Đấy, nhưng mà chúng ta mua Xiaomi vẫn là bởi vì là nó một cái giá trị lâu đời hơn. Đấy. Thứ hai nữa, bởi vì cộng đồng hỗ trợ nó đông đảo hơn. Không nói về cộng đồng sử dụng đâu nhá, mà là cộng đồng hỗ trợ về mặt MIUI này, về cái cộng đồng ở trên các group ấy, thì nó vẫn đang lớn hơn. Đấy, thì ví dụ như giả sử như máy các bạn xảy ra vấn đề gì, chúng ta hỏi đáp nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, thì đấy là những cái điểm mà Xiaomi đang hơn. Còn lại thì Realme bây giờ, chính ra Realme mới là cái hãng mà cấu hình cao, giá rẻ, pin thì vẫn trâu, nhưng mà cơ bản là nó lại có sạc siêu nhanh VOOC. Bởi vì cái công nghệ này là Oppo đã phát triển rất là lâu rồi. Đấy, thậm chí là còn trước cả những cái công nghệ sạc nhanh của Qualcomm cơ, được tích hợp sẵn. Rồi, các bạn cảm thấy sao về những sản phẩm Realme mà mình nghĩ là ngon hơn Xiaomi thì cũng có thể để lại comment để cho mình biết. Và trong số các bạn đang theo dõi video này thì các bạn sẽ lựa chọn Realme hay là Xiaomi thì cũng có thể để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.